Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn bây giờ. Con ăn xong rồi, con xin phép mẹ cho con ra ngoài chơi một lát ạ. Đi đâu thế con? Vừa mới ăn xong mà. Con phải ra thăm lũ bồ câu mẹ ạ. Đến giờ ăn của chúng rồi. Con đi nha mẹ. Kìa, Jack, đi từ từ thôi con. Cái thằng bé này suốt ngày tiếu tích với lũ bồ câu, đến quên cả ăn hả? Ăn đi các bạn, ăn cho có sức bay lượn nha. Bài học vẽ tĩnh vật hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về hoàn thành nốt việc tô màu cho bức tranh của mình nha. Dạ vâng thưa thầy. Tốt lắm. Ngày kia chúng ta có một tiết mỹ thuật nữa. Chủ đề của hôm đó sẽ là vẽ chim bồ câu. Lớp ta có nhà bạn nào nuôi chim bồ câu không? Nếu có thể mang đến một con để làm mẫu cho cả lớp. Nhà mình có nuôi chim nhưng không phải là chim bồ câu. Nhà mình chỉ nuôi mèo thôi. Kìa Jack, cậu hãy mang một con chim bồ câu đến cho cả lớp làm mẫu đi. Nhưng nhà tớ có nuôi chim bồ câu đâu. Nhà cậu không nuôi. Nhưng tớ biết cậu thường hay ra quảng trường Sydney cho lũ bồ câu ăn. Lũ bồ câu ấy rất thân thiện với cậu. Cậu muốn bắt một con mang đến đây thì quá dễ dàng rồi. Bắt một con mang đến á, nhưng mà... Thôi thầy, bạn Jack có thể mang một con bồ câu đến ạ. Cậu làm gì vậy? Tớ có nói là sẽ mang đến đâu. Cậu còn suy nghĩ gì nữa, chỉ là mượn tạm để làm mẫu vẽ thôi mà. Xong việc chúng ta sẽ thả nó về bầy đàn, có làm hại nó đâu. Nhưng mà... Nếu như Jack có thể mang đến thì tuyệt quá rồi. Em đồng ý cho cả lớp mượn chú chim bồ câu đó một ngày chứ. Chắc chắn là sẽ cho nó ăn uống đầy đủ. Nếu thầy đã nói thế thì ngày kia em sẽ mang nó đến ạ. Cảm ơn em và chú chim bồ câu nha. Tiết học vẽ hôm nay diễn ra rất thành công. Dạ không có gì ạ. Em xin phép thầy ra về. Chú bồ câu này cần trở về với bầy của mình rồi. Ừ, tạm biệt em. Chào các bạn. Mình trả Jenny về cho các bạn nè. Kìa, sao các bạn lại bay đi hết vậy? Các bạn không nhận ra mình sao? Mình là Jack, vẫn thường đến chơi với các bạn đi mà. Kìa, sao các bạn lại xa lánh mình vậy? Thôi nào con trai, đừng khóc nữa mà. Mẹ ơi, con thật sự không hiểu. Tại sao từ ngày lũ chim thân thiết với con là thế, mà tự nhiên chúng lại thay đổi rồi. Cứ nhìn thấy con là tránh xa, như thể con là kẻ thù của chúng vậy. Con nghe mẹ nói này, con muốn biết vì sao lũ bồ câu lại thay đổi thái độ như thế hay không? Vì sao thế ạ? Con có biết rằng bất kể là trong tình thân hay tình yêu đều không thể nào chấp nhận được sự lừa dối, dẫu chỉ là một phút thôi hay không? Con không hiểu ạ. Con đã lừa dối gì? Việc con bắt một chú bồ câu mang đi đã khiến cho cả đàn bồ câu bị tổn thương. Chúng nghĩ rằng con đến với chúng là để lợi dụng, rồi dần dần sẽ bắt hết cả đàn. Đó là sự phản bội. Mà một lần phản bội sẽ tạo thành ngăn cách không gì bù đắp nổi đâu. Chính vì vậy mà lũ chim mới sợ hãi,
và tránh xa khi nhìn thấy con đó. Con trai à, con đã mắc sai lầm khi đưa một chú chim bồ câu ra khỏi bầy đàn của nó. Lũ chim đã mất niềm tin nơi con rồi. Thì ra là vậy. Tại sao con lại mang nó đi cơ chứ? Con đã làm lũ chim hoảng sợ rồi. Con sai rồi. Con hiểu ra là được rồi. Sự tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau là vô giá. Một khi đã mất đi thì dùng bất kể thứ gì cũng không thể đánh đổi lại được. Con hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay nha. Con nhớ rồi mẹ ạ. À. Thôi, con ra rửa mặt đi, rồi con vào ăn cơm. Dạ. Sức mạnh của ngôn ngữ. Doanh thu 6 tháng đầu năm nay của công ty chúng ta liên tục tăng nhanh, vượt xa so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi rất hài lòng về điều đó. Mọi người đã vất vả lắm rồi. Lần này, công lao lớn nhất thuộc về khối kinh doanh. Giám đốc kinh doanh mới nhậm chức không lâu, nhưng những chiến lược mà anh đưa ra rất bài bản, thiết thực. Cảm ơn Tổng Giám đốc đã khen ngợi. Tôi cũng như toàn thể nhân viên sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Là một cổ đông nhỏ của công ty, tôi muốn hỏi giám đốc kinh doanh có kế hoạch gì ngay trong tháng tới? Dạ, tôi đề xuất làm một thí nghiệm về sức mạnh của ngôn ngữ tại một trường tiểu học trong thành phố chúng ta. Anh nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Thí nghiệm sao? Công ty chúng ta chuyên nghiên cứu về nội thất, sao lại nghiên cứu về ngôn ngữ để làm gì? Mọi người yên lặng. Giám đốc kinh doanh, anh tiếp tục trình bày đi. Trước khi trở thành giám đốc của công ty, tôi bắt đầu đi lên từ vị trí nhân viên bán hàng. Tôi nhận thấy một mặt hàng được bán ra không chỉ dựa trên chất lượng, giá cả, mặt bằng, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ phục vụ và sự tư vấn của các nhân viên tại showroom. Chiến lược kinh doanh sắp tới được đề xuất chính là nâng cao thái độ phục vụ, đào tạo nhân viên tư vấn bài bản và chuyên nghiệp hơn nữa. Thí nghiệm này của tôi sẽ để mọi người cùng chứng kiến ngôn từ có sức ảnh hưởng thế nào đến tất cả chúng ta. Nhưng tại sao lại ở trường học? Và quy mô của thí nghiệm này thế nào? Tổng chi phí, tôi nghĩ là số tiền nhỏ nhất mà công ty từng đầu tư từ trước đến giờ, chỉ là 2 chậu cây mà thôi. Ý tưởng lạ lùng đây. Tôi đồng ý đề xuất này. Cho dù không chứng minh được gì thì đây cũng là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, quảng bá cho tên tuổi của công ty. Hãy cứ làm theo kế hoạch này đi. Họ làm gì thế nhỉ? Sao lại để hai cây cảnh giống nhau ở đây? Sao họ phải chụp lồng kính vào thế? Trước tấm kính mỗi cây có dán dòng chữ chậu cây bị bắt nạt và chậu cây được ca ngợi là sao nhỉ? Hôm nay, hãng nội thất IKEA mang đến hai chậu cây xanh. Họ nhờ chúng ta cho đặt chúng ở đây. Hai cây xanh sẽ được chăm sóc giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời. Nhưng thưa chú, hai chậu cây này giống hệt nhau, tại sao lại đặt tên khác nhau như thế ạ? Chúng tôi muốn nhờ các cháu làm một việc. Hàng ngày các cháu hãy dọa nạt, mắng chửi, chê bai một chậu cây, trong khi đó là dành những lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương với chậu cây còn lại. Thời gian thực hiện thí nghiệm này trong vòng 30 ngày. Sau đó chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả nhé. Như vậy là sao đây? Các em cứ nhớ và thực hiện lời nhờ vả của chú ấy hàng ngày nhé. Một tháng sau, mọi thắc mắc của chúng ta sẽ có câu trả lời. Vâng ạ. Bây giờ, các cháu hãy xếp hàng và lần lượt đến chỗ từng cây để nói chuyện với chúng nhé. Cây ơi, cậu thật là xanh tươi. Mình mong cậu lớn lên thật nhanh, ra hoa cho trường mình thêm đẹp nhé. Kể từ ngày mai, có chuyện gì vui mình cũng sẽ kể với cậu.
mình sẽ coi cậu như người bạn thân thiết của mình. Cậu giống hệt cây bên cạnh kia, nhưng mình lại không thích cậu chút nào. Mong sâu bệnh sẽ sớm ăn hết lá của cái cây này đi. Cái gì mà xấu quá. Nếu không được phân chia công việc tưới nước, mình sẽ kể nó héo rũ đi để mua cây khác. Các cháu làm tốt lắm. Thưa thầy, thầy với chú cũng nói gì với hai cái cây này đi. Được rồi. Chúng ta nói gì đây anh nhỉ? Hay là tôi khen cái cây nhé? Dạ được ạ. Ta chúc cây xanh tốt đến ngày được ra khỏi lồng kính này nhé. Còn mày, chắc là sẽ héo rũ trước khi thí nghiệm này hoàn thành. Những ngày sau đó, hai cây vẫn được các em chăm sóc. Cây bị bắt nạt liên tiếp nhận về vô số lời chê bai. Trong khi đó, cây được ca ngợi hàng ngày đều nghe những lời khen tích cực. Một tháng sau. Thật ư? Kết quả thí nghiệm thực sự là như vậy sao? Thật không thể tin được. Dạ, Dân ạ. Tôi thật không dám báo cáo sai lệch, thưa Tổng Giám đốc. Chúng ta phải đến xem hai cái cây đó bây giờ thế nào ngay thôi. Như mọi người đã thấy, sau 30 ngày thực hiện thí nghiệm, kết quả thu được là cùng một điều kiện chăm sóc như nhau, nhưng cây bị bắt nạt, trở nên héo úa rồi chết đi. Trong khi đó, cây được ca ngợi lại phát triển xanh tươi. Điều đó chứng tỏ, ngôn ngữ mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Một lời chê bai, mắng mỏ sẽ ngay lập tức sinh ra cảm xúc tiêu cực, theo cho cả hai bên, người nói và người nghe. Ngược lại, những lời động viên và khen ngợi được nói ra, bầu không khí tự nhiên trở nên vui vẻ và đầy tích cực. Chính vì vậy, chúng ta cần không nên tùy tiện trách, nói xấu người khác. Cần nói ra những lời hay ý đẹp, các em nhé. Vâng ạ. Công ty chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh công việc đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng cho thật tốt. Đó chính là cách để giữ khách hàng dài lâu. Tôi phê duyệt đề xuất kinh doanh của cậu. Cảm ơn Tổng Giám đốc. Để khám phá sức mạnh của ngôn ngữ, hãng nội thất của Thụy Điển, IK, đã tiến hành một thí nghiệm tại một trường học ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Tại khuôn viên nhà trường, người ta mang đến hai chậu cây xanh được đặt trong lồng kính, được chăm sóc nghiêm ngặt giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời. Sau 30 ngày thực hiện thí nghiệm, kết quả thu được đã lập tức gây chấn động thế giới. Cùng một điều kiện chăm sóc như nhau, nhưng cây bị bắt nạt phải nghe những lời chê bai mắng mỏ, hay nói cách khác là chịu sự xúc phạm bằng bạo lực lời nói trở nên héo úa. Trong khi đó, cây được ca ngợi, nhận về rất nhiều lời khen, lại phát triển xanh tươi. Điều đó chứng tỏ ngôn ngữ mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Sự ra đời của động cơ hơi nước cho tàu chiến. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về nhà khoa học Benjamin Bradley tại Mỹ năm 1859. Maryland, Hoa Kỳ năm 1859. Đây là số sách hôm qua tớ kể cho cậu nghe đó, hay cực luôn. Chồng sách cậu mới cứng cơ, cảm ơn cậu chủ. Giá mà tớ có thể dẫn cậu tới thư viện nhà tớ, ở đó có mấy cái giá sách lớn khổng lồ, đến nỗi cần phải bắt thang để lấy sách, đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn. Vậy thì thật tuyệt, cậu chủ đúng là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu dạy tôi đọc chữ, lại còn cho tôi mượn sách nữa. Kevin Hammond, còn dạy thằng bé nô lệ này học chữ sao? Con lại còn dám đem sách của ta cho nó học nữa chứ? Con quả là liều lĩnh quá rồi. Mau bắt cậu chủ về nhà đi. Còn thằng nhóc này, phạt nó một trận rồi và đẩy nó ra làm việc ở xưởng in đi. Từ nay cấm mày bén mảng lại gần Kevin nhà ta, biết chưa?
công, đừng phạt Red Lay mà. Chúng con không làm gì sai hết. Red Lay à, tớ xin lỗi. Ta đã dặn con rồi mà, đừng quá thân thiết với cậu chủ Kevin, lại còn học chữ nữa. Ông chủ chỉ phạt con như vậy là nhẹ tay quá rồi đó. Con phải biết thân phận của mình là nô lệ chứ. Nhưng chúng ta cũng là người mà mẹ. Dù có là người thì chúng ta cũng chỉ là một món hàng của ông chủ mua về, nên số phận của chúng ta ông chủ toàn quyền quyết định. Con nên nhớ rõ điều đó và làm việc chăm chỉ ở xưởng in đi. Đừng có gây thêm họa cho nhà ta nữa. Sách Lê, lát nữa hãy vào nhà kho dọn lại cho sạch sẽ đi. Chà, thú vị quá. Sách Lê, cậu lại biến đâu mất rồi? Mau sang đây giúp tôi đi. Dạ vâng, cháu đi ra ngay đây ạ. Mai mình sẽ tiếp tục nghiên cứu. Một thời gian sau. Ôi thật tuyệt vời, cậu tự chế tạo được cả động cơ hơi nước cơ hả? Có thật là cậu chế tạo thứ này từ đống rác thải và chi tiết máy mà chúng ta vẫn bỏ đi hàng ngày không đấy? Vâng, cháu chỉ sửa lại một chút rồi lắp ghép lại theo những gì cháu hiểu thôi ạ. Có chuyện gì mà cả lũ không làm việc lại túm tụm hết ở đây vậy hả? Dạ thưa ông, chúng tôi chỉ tranh thủ nghỉ giải lao một chút thôi ạ. À, cái máy gì ở đây thế này? Đây là động cơ hơi nước do Red Lay tự chế tạo ra được đấy ạ. À, cổ máy này là chính mày tự làm ra sao Red Lay? Dạ, con chỉ vô tình nhặt được quyển sách và tò mò làm theo vào những lúc rảnh rỗi thôi ạ. À, con không lơ là việc ở xưởng in đâu. Cũng được đó, không phải thằng bé 16 tuổi nào cũng làm ra được những thứ này đâu. Có lẽ tao nên xin cho mày chuyển sang làm việc ở Học viện Hải quân. Ở đó chắc chắn sẽ có nhiều thứ thế này cho mày làm. Ở đó con được chế tạo những cỗ máy thế này ạ. À, đúng thế, mày có thể làm tất cả mọi thứ mày muốn, càng chế tạo ra nhiều thứ càng tốt. Không những thế, mày còn được nhận trợ cấp nữa đấy. Chẳng chỗ nào có cơ sở nghiên cứu tốt bằng ở đây đâu. Vậy thì tuyệt quá thưa ông chủ. Một thời gian sau. Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Nghỉ thôi Red Lay, cậu chăm chỉ hết phần của tất cả mọi người rồi đấy. Tôi nghĩ tôi chưa thể rời khỏi đám này được nếu chưa thể làm xong. Cậu có vẻ rất thích chế tạo ha. Những người nô lệ như tôi không được học hành, thậm chí còn bị cấm đọc sách. May mà ông chủ cuối cùng vẫn không trách phạt mà còn tạo điều kiện cho tôi đến đây để làm việc. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy. Chúng tôi, những người bạn cùng học việc với cậu và cả giáo sư nữa, luôn đề cao trí thông minh và sự chăm chỉ của cậu Red Lay à. Cậu vào đây phần lớn là do năng lực. Học viện nào cũng có sự chắt lọc và chỉ tiêu cần thiết. Dưới thân phận nô lệ, cậu có nghĩ rằng cậu đang bị ông chủ của mình bán rẻ không? Bán rẻ là sao? Chẳng phải mỗi tháng cậu chỉ nhận được $5 thôi sao? Đúng vậy. Theo tôi được biết thì mức lương thực tế mà cậu nhận được không khác gì chúng tôi. Đấy là mức lương toàn phần cho những nhà nghiên cứu, thậm chí còn cao hơn vì những đóng góp xuất sắc của cậu. Nhưng cậu chỉ nhận về $5 cho bản thân. Vậy thì tất cả số tiền còn lại, chúng đều vào túi của ông chủ Diamond sao? Với tư cách một người bạn, tôi chân thành khuyên cậu hãy tìm cách để chuộc lại bản thân từ lão chủ tham lam đó đi. Cậu có được bộ óc thiên tài và cậu xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì cậu đang nhận được. Từ nay cấm mày bén mảng lại gần Kevin nhà ta, biết chưa? Dù có là người thì chúng ta cũng chỉ là một món hàng của ông chủ mua về, nên số phận của chúng ta ông chủ toàn quyền quyết định. Nhưng cậu chỉ nhận về $5 cho bản thân. Vậy thì tất cả số tiền còn lại... Hóa ra trước nay sự biết ơn, kính trọng của mình dành cho ông chủ John chẳng có nghĩa lý gì hết. Mình mãi mãi chỉ là một nô lệ, một món hàng giá hời trong tay ông ta sao?
Quan Ly, tớ có việc cần nhờ cậu giúp đỡ. Ôi không, sách lấy, đây là động cơ mà cậu tự chế tạo sao? Tớ nghĩ rằng nếu thử nghiệm, nó có thể đủ mạnh để vận hành một con tàu chiến chạy ít nhất 10 hải lý. Wow, thật tuyệt vời, Fredley à. Cậu cần tớ giúp việc gì? Tớ là một nô lệ, như cậu biết rồi đấy. Và tớ không thể đăng ký xin cấp bằng sáng chế được. Tớ muốn bán lại nó cho cậu. Đó là công sức làm việc bao ngày đêm của cậu. Làm sao tớ có thể cướp trắng như vậy được? Vậy nên tớ mới nói là tớ muốn bán nó cho cậu. Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Tớ cần tiền để tự chuộc lấy tự do của mình. Nếu không, cả đời tớ sẽ bị người ta cướp trắng mất. Vậy tớ sẽ giúp cậu. Ngày 30 tháng 9 năm 1959, John T. Hammond đã ký giấy trao trả lại tự do cho Benjamin Reddy tại quận Annie Andrewdale, Maryland, sau khi Reddy đã nộp đủ số tiền cần thiết. Dù đã quá muộn để lấy lại tên trong bằng sáng chế động cơ hơi nước cho tàu chiến của mình, nhưng Benjamin Reddy đã được sống phần còn lại tự do với tư cách là một giảng viên của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, tiếp tục cống hiến cho nhân loại những công trình nghiên cứu có giá trị.